Quý vị đang trở lại với video test lô vang số bãi Mỹ ETC IC 1.0. Mọi chi tiết mua hàng xin đề xuất ngoài 0374 684 4491. Chiếc mic KSM9 có dây các bác nhá. Với lại một con đẩy, không qua một thiết bị nâng tiếng vang số nào khác, để cho bác thử được cái chất âm chay của cái dòng vang số bãi Mỹ ETC này. Đây là dòng bãi của dòng vang số bên hiệu Audio, cũng bán rất là lâu rồi. Đây là dòng thương hiệu của bác rất được các bác tin dùng. Đó, và rất là nhiều đơn vị bán các bác nhá. Nhưng mà hàng bãi thì nó hơn nhau, nó ở cái hình thức các bác nhá, và cái main vỉ hàng chọn nó như thế nào. Thì cũng như các bác đã biết được những cái dòng loa lời này, đó, mic BBS này, đó, và rất là nhiều hàng bãi bên hiệu Audio cung cấp thì đều là hàng chọn zin đẹp như thế này các bác nhá. Các bác nhìn từng con này. Ở đây nó không về nhiều các bác, nó chỉ về ở đây có tầm khoảng 9 con thôi. 9 con về duy nhất 9 con, các bác nào nhanh còn chậm hết, bởi vì là bọn em sẽ nhặt từng con một như thế này. Đấy, chứ còn em cũng không có thời gian, với lại cũng không có thợ để sửa, mà bọn em cũng không thích ôm những cái lô mà đã chọc ngoáy về may mên vỉ các bác nhá, và hình thức nó xấu. Bởi vì các bác ngoài chất lượng âm thanh ra thì các bác về còn bày ở cái bộ dàn karaoke nhà mình. Đó, nên là phải hình thức nó phải đẹp nha các bác nhá. Đấy. Cho các bác chiêm ngưỡng xung quanh của nó này. Dòng vang số ETC đến với chúng ta, thương hiệu từ Mỹ. Đó, quá nổi tiếng rồi. Cái này không phải bàn tán nhiều nữa, các bác có thể lên search ở trên YouTube vang số ETC thì nó sẽ ra. Thì muôn hình muôn vẻ đúng không ạ? Đấy, những cái lô hàng rẻ thì thưa các bác là người ta đã là thợ, người ta ôm lô về người ta sẽ sửa chữa lại. Nhưng bên hiệu Audio là hàng nguyên bản bọn em mới bốc các bác nhá. Hàng nguyên bản mới bốc nó phải đẹp zin như thế này. Đấy, các bác chiêm ngưỡng nhá, tí nữa sẽ khui luôn cả cái nội thất cho các bác xem cái nội thất bên trong nó đẹp như thế nào, nó nguyên zin như thế nào nhá. Đó, đầu tiên em sẽ cho các bác xem cái đằng sau của dòng vang số ETC có cổng quang các bác nhá. Dòng vang số ETC có cổng quang, đây là dòng vang số đời cao. Đấy, có tích hợp cả cổng quang. Tích hợp cả cổng quang các bác nhá. Đó. Dòng này nó sẽ có một số con nó sẽ có cả cổng LAN luôn các bác nhá, đời cao. Đó, có cả cổng quang này, cổng quang optical lên TV đời mới này. Đường vào của nó sẽ có 3 đường AV, đường bông sen ạ,
DVD, BGM và CD. Còn đường ra của nó có cả đường Canon đó và đường AV luôn. Các bác có thể là line từ đường này ra âm ly hoặc cục đẩy cũng được. Mà đường này ra âm ly cục đẩy cũng được nhá. Và đường súp này nó sẽ có cả đường Canon và AV luôn. Đấy. Và rất phù hợp cho các bác nào mà muốn chơi mic rời. Đấy, hai kênh riêng biệt. Đấy, nó sẽ có cả đường Canon và đường 6 ly ở phía trước. Đấy, các bác muốn cắm đường nào cũng được. Đấy, đời cao nó sẽ có tất cả các tính năng để các bác có thể là như kiểu là đồ chơi thì các bác có thể là thỏa mãn được cái đam mê âm nhạc của mình. Đó, dòng vang số ETC. Đây. Ở trên này các bác nhá, phía sau của nó đây. ETC, Midby ETC. Đấy, California USA đấy ạ. Đấy, USA. Thương hiệu của Mỹ các bác nhá. USA ở đây, các bác nhìn rõ không ạ? Em quay điện thoại nó hơi mờ một chút. USA đây. Đó. Chất lượng thì cực kỳ hay rồi các bác nhá. Em đã test chất âm chay cho các bác để nghe thực chất cái tiếng alo mic. Đấy, tí nữa em sẽ test cả tiếng nhạc nữa. Đó, ở đây nó về có mấy con thôi thì các bác ở đây thì cũng chắc là cũng phải tầm khoảng 2-3 con các bác đặt rồi. Đấy, nhưng em vẫn cho lên để quay cho nó nhiều. Đấy, chứ còn thực ra là cũng không có hàng nhiều đâu ạ. Chọn cho các bác đẹp từng con, bán con nào là đẹp con đó. Đó, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Rồi, giờ em sẽ có một con em đã khui ra cái nội thất của nó cho bác xem nhé. Đây. ETC IC 1.0 đây. Các bác nhìn bên vỉ thế nào. Đấy, dập chìm chữ ETC ở trên này luôn nhé các bác nhé. Đấy, dập chìm ở trên này luôn. Chữ ETC đây, em nhìn nghiêng cho các bác xem này. Đấy, dập chìm chữ ETC trên này, bên vỉ nhá, chuẩn ETC bãi thương hiệu của Mỹ nhá các bác nhá. Nguồn biến áp bên vỉ cực kỳ sạch đẹp. Đấy, từng con tụ con trở. Diode. Đó, các bác nhìn thế nào. Cho bác soi từng linh kiện luôn để các bác biết được là cái hàng bên em chọn nó không những là đẹp bên ngoài mà bên trong, bên vỉ chắc chắn nó cũng phải đẹp các bác nhá. Đấy. Quá chất lượng đúng không ạ? Đó. Quá chất lượng luôn. Rồi âm thanh của nó thì cực kỳ hay rồi, dòng e vang số bãi ETC. Và số ETC thì các bác có thể là vừa ghép, có thể là ghép cục đẩy hoặc âm đi nhà các bác đều ok, đều hay các bác nhá. Rồi em thử luôn cho các bác chất âm một chút về cái chất lượng âm thanh khi mình ghép nhạc vào nó thì nó như thế nào nhá. Đấy, các bác nhìn từng con một. Từng con bọn em ốc. Ở đây nó không có nhiều đâu bạn, nhanh còn thì chậm hết thôi. Thì các bác có thể là liên hệ bên Hiệu Audio số điện thoại 0374681491 nhá. Đấy. Để đặt hàng. Đó, không phải bàn tán nhiều đúng không ạ? Rồi, số điện thoại luôn luôn sẵn sàng của các bác ở trên biển hiệu của trung tâm 0374684491 các bác nhá. Hai cơ sở ở cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đó. Các bác chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái logo vang ETC bọn em chọn ở đây. Nói là lô thôi nhưng mà bọn em đã chọn thì số lượng nó ít thôi các bác ạ, nó không nhiều đâu, nó chỉ có 9 con thôi. Các bác đặt hàng thì nhanh thì còn. Đó, thì các bác nào mà đặt chậm sau thì hết hàng thì các bác có thể chờ lô tiếp theo khi mà bọn em bốc được cái những con vang đẹp các bác nhá. Ok chưa? Rồi, hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh của em nhá. Để ra vài giây đi, like video và bấm cái mục đỏ đỏ ở bên tay phải này. Đấy, bấm mục đăng ký để theo dõi các sản phẩm mới nhất bên em nhá. Để săn những cái hàng mà bãi hàng chính hãng, đó, hàng bãi zin đẹp. Đấy, hàng chọn. Đấy, để đỡ mất tiền oan các bác nhé. Ok, chào các bác ở video lần sau.